Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở như thế nào? Chính sách hỗ trợ mới cải tạo nhà ở là một trong những chính sách quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo bù đắp một phần chi phí xây sửa chữa nhà ở. Hãy cùng theo dõi chi tiết tại video dưới đây. 1. Đối tượng hưởng hỗ trợ nhà ở. Căn cứ điều 1, điều 3 và điều 5 Thông tư 01 năm 2022 Đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh giai đoạn năm 2021 đến 2025 theo quyết định 353 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, đối tượng áp dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn năm 2021 đến 2025. Trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo, và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm. Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 đến 2030 và các chương trình đề án chính sách khác. Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc, trong ba kết cấu chính là nền, móng, khung tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. 2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8 m2. 3. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo quy định tại Điều 5 thông tư 01 năm 2022 như sau. Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, rột nát, làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng hoặc đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ. Ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở, trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu. 2. Mức hỗ trợ xây mới và cải tạo nhà ở. Theo khoản 3 điều 7 thông tư 01 năm 2022 quy định, mức hỗ trợ xây mới và cải tạo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau. Nhà xây mới, hỗ trợ 40 triệu đồng trên hộ từ ngân sách trung ương. Sửa chữa nhà, hỗ trợ 20 triệu đồng trên hộ từ ngân sách trung ương. 4. Để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở thì hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện một số công việc như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, ký cam kết xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cung ứng vật liệu để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở nếu có nhu cầu. Đề xuất lựa chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, không có khả năng tự xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thì Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên để thống nhất phân công các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, phải báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn. Hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng nhà ở mới, hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ sửa chữa nhà ở hiện có hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong quá trình xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Trên đây là thông tin mới nhất về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nếu thấy nội dung video này hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi bạn nhé!